vị trí của huấn luyện viên Lee Tae-hoon cùng với các học trò vào lúc này trên bảng xếp hạng là vị trí thứ tư. Họ có được 16 điểm và kém 6 điểm so với vị trí dẫn đầu của câu lạc bộ Sài Gòn. Thời tiết tại Thanh Hóa vào lúc này là tương đối nóng nực, nhưng có thể thấy là có rất đông các cổ động viên đã đến với sân vận động Thanh Hóa để chứng kiến trận đấu này. Mùa giải năm ngoái tại đây, Hoàng Anh Gia Lai đã có một trận đấu rất hay và Lương Xuân Trường là người đã có những cú sút phạt không thể quên. Hiệp 1 của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Thanh Hóa gặp Hoàng Anh Gia Lai đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận đấu này, đội chủ nhà sẽ chấn giữ khung thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Những phút đầu tiên của trận đấu thì với hàng tiền vệ có sự góp mặt của những cái tên quen thuộc, cái nhịp điệu trong lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai đang được thể hiện một cách tương đối rõ ràng. Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương, những cầu thủ có kỹ thuật tốt đã cùng nhập hợp với nhau. Vừa rồi là đường truyền của Lương Xuân Trường. Hoàng Anh Gia Lai đang chơi tốt hơn hẳn so với đội chủ nhà, kiểm soát bóng, phối hợp với nhau nhịp nhàng. Và cùng với đó là những đường kiến tạo cũng đang giúp cho chân sút của anh Gia Lai có liên tiếp những cơ hội. Lại là đường truyền của Lương Xuân Trường, nhưng lần này thì đã có lỗi việt vị. Qua rất nhiều cơ hội thì Showas mới có thể ghi bàn ở vòng đấu trước. Với một đội hình chơi số đông bên phía phần sân nhà, Thanh Hóa đang buộc Hoàng Anh Gia Lai phải triển khai lối chơi trong một phạm vi rộng. Xuân Trường có thể dứt điểm. Cú vượt bóng của Lương Xuân Trường ở một cự ly phù hợp. Hồng Duy thì bóng được đưa xuống 1/3 cuối sân của Thanh Hóa, thì ban huấn luyện của đội chủ nhà yêu cầu các cầu thủ của mình phải chơi áp sát. Trung vệ của Hoàng Gia Lai đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Hoàng Vũ Sam Sơn. Thành Long không có lỗi. Trận đấu sớm nhất của vòng đấu thứ 11 trên sân Thanh Hóa đang có tỷ số 0-0. Và sẽ cùng xem lại tiếng tranh chấp giữa Lê Phạm Thành Long và Tuấn Anh. Cầu thủ thứ 3 của Thanh Hóa nằm sân trong hiệp đấu này. Với thực lực của mình thì huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã lựa chọn giải pháp chơi phòng ngự số đông bên phía phần sân nhà. Và đặc biệt họ vào bóng rất rát ở 1/3 cuối sân. Đó dẫn tới việc Hoàng Anh Gia Lai mặc dù cầm được nhiều bóng hơn nhưng cũng không có được những pha phối hợp ở cự ly ngắn và trung bình bài bản đủ để mang về một cơ hội nguy hiểm thực sự. Tuấn Anh sút xa. Cả Tuấn Anh và Xuân Trường đều đã có những tình huống dứt điểm ở cự ly tương tự nhau.
Dụ Quang Nho. Xuân Trường đã không còn rảnh chân để có thể tung ra được những đường chuyền. Hãy chờ xem anh Đức sẽ kết hợp với Chevrolet như thế nào. Với sự góp mặt của anh Đức thì có thể là những phương án chiến thuật của Hoàng Gia Lai sẽ thay đổi. Cú chạm bóng đầu tiên của anh Đức và anh mang về cho Hoàng Gia Lai một quả đá phạt. Trái bóng của Lương Xuân Trường vẫn còn không vào. Một tình huống vô lê cực mạnh của Chevrolet ở trong khu vực 16m50, rất đáng tiếc. Đây là cơ hội thứ hai của Chevrolet ở trận đấu này. Cú trái bóng của Lương Xuân Trường là vô cùng khó chịu. Hoàng Gia Lai có sự thay đổi người. Triệu Việt Hưng được sử dụng. Người rời sân sẽ là Lương Xuân Trường. Đó là sự thay đổi người thứ hai của huấn luyện viên Lee Tae-hoon. Rõ ràng là sức chiến đấu ở tuyến giữa Hoàng Gia Lai đã bị ảnh hưởng khá nhiều trong hiệp đấu này. Và ông Lee Tae-hoon đã quyết định đưa Triệu Việt Hưng vào sân thì Lương Xuân Trường đã có rượu thấm mệt. Đây là phút thứ 76. Tỷ số vẫn đang là 0-0. Thời gian đá bù giờ dành cho hiệp đấu này sẽ là 3 phút. Rất lung túng cho pha xử lý của Trọng Sáng. Bóng nảy cao và cả Damien Milovic và Trọng Sáng hoàn toàn có thể xử lý tốt hơn. Mặc dù vậy thì Hoàng Đình Tùng cũng không thể làm nên chuyện bởi anh quá lép vế trong tình huống tranh chấp bóng bổng với ba cầu thủ có chiều cao vượt trội. Như vậy là trận đấu giữa hai câu lạc bộ Thanh Hóa và Hoàng Gia Lai đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Điều trái ngược so với cơn mưa bàn thắng đã diễn ra tại đây ở mùa giải năm ngoái. Một thế trận không quá hấp dẫn. Sự trở lại của anh Đức tại V-League 2020. Hiệp 1 là hiệp đấu thuộc về Hoàng Gia Lai, nhưng hiệp đấu thứ hai đội chủ nhà đã thi đấu tốt hơn hẳn. Nhưng cuối cùng thì cái bên đều đã không thể tận dụng một cơ hội nào. Quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật trận đấu giữa hai câu lạc bộ Thanh Hóa và Hoàng Gia Lai của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.